chưa thấm đòn Cát Linh, Hà Đông, Hà Nội lại bắt tay với Trung Quốc để mà kiếm trác. Trong những năm vừa qua, các tập đoàn Trung Quốc tham gia rất nhiều những dự án hạ tầng tại Việt Nam. Điển hình là dự án đường sắt Cát Linh, Hà Đông, một hạng mục đầy tai tiếng. Đã có rất nhiều nghi vấn về số tiền phần trăm lại quả từ nhà thầu của Trung Quốc. Tiến sĩ chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh từng khẳng định, nhà thầu Trung Quốc sẵn sàng lại quả cho đối tác Việt Nam từ 25-30% tổng giá trị dự án, thậm chí họ trả lại quả bằng tiền mặt. Hà Nội tập trung xây dựng cầu Tứ Liên và tuyến đường sắt đô thị số 5. Được biết, các cán bộ quản lý phía Việt Nam liên quan đến dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông phần lớn đều há miệng mắc quai. Đó là lý do vì sao dự án này đã bị trì hoãn nhiều lần, được đánh giá là biểu hiện trễ hẹn và đội vốn qua năm đời Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và với thời gian xây dựng lên tới hơn 10 năm và đội vốn từ 552 triệu đô la ban đầu tăng lên đến 868 triệu đô la. Mới nhất, truyền thông nhà nước đưa tin Hà Nội đã bắt tay với Trung Quốc xây tuyến metro Văn Cao - Hỏa Lạc. Tờ báo Lao động vào ngày 18 tháng 1 đưa tin với tiêu đề Hà Nội tập trung xây dựng cầu Tứ Liên và tuyến đường sắt đô thị số 5. Bản tin cho biết vào ngày 18 tháng 1, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội và Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương của Trung Quốc đã ký bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu đầu tư xây dựng một số dự án trọng điểm trên địa bàn của thành phố. Dự án đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông. Theo bản ghi nhớ này, các bên liên quan đã thống nhất hợp tác tập trung vào hai dự án xây cầu Tứ Liên và tuyến đường sắt đô thị số 5 đoạn Văn Cao - Ngọc Khánh - Láng - Hòa Lạc. Dự án đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên và đường từ cầu Tứ Liên đến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên với tổng chiều dài tuyến khoảng 11,5 km. Bắt đầu từ nút giao thông Nghi Tàm đến nút giao thông Vành Đai 3 thuộc cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên. Cầu Tứ Liên với quy mô chiều dài 2,9 km, trong đó cầu chính dài 1 km, quy mô cắt ngang theo quy hoạch, đảm bảo 6 làn xe cơ giới, 2 làn hỗn hợp và 2 làn đi bộ. Dự án cầu Tứ Liên tổng mức đầu tư ước khoảng 20.000 tỷ đồng. Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 5 đoạn Văn Giao - Ngọc Khánh - Láng - Hòa Lạc quy mô tiêu chuẩn đường đôi đệm khí hóa với chiều dài 38 km, gồm 6,5 km ngầm, 2 km đi cao và 29 km trên mặt đất. Có 21 nhà ga và 2 khu depot với tổng mức đầu tư ước chừng 65.000 tỷ đồng. Điều đáng chú ý là báo Nhân dân vào ngày 23 tháng 4 năm 2023 đưa tin về cuộc gặp được gọi là chào xã giao của Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc tại Việt Nam, ông Hùng Ba với lãnh đạo thủ đô Hà Nội. Theo đó, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng bày tỏ Hà Nội mong muốn phía Trung Quốc tiếp tục triển khai dự án đường sắt đô thị Hà Đông - Xuân Mai dựa trên kinh nghiệm từ dự án Cát Linh - Hà Đông. Phát biểu này của Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã khiến cho công luận hết sức lo ngại rằng hai dự án xây cầu Tứ Liên và tuyến đường sắt đô thị số 5 tuyến metro số 5 sẽ đi theo vết xe đổ của dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông trước đây. Và Việt Nam lại tiếp tục rơi vào bẫy nợ của Trung Quốc ngày một nhiều hơn và khó mà thoát ra cho được. Theo Facebook, Kim Văn Chính, cựu giảng viên của Đại học Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, trong một thao thút đưa ra đánh giá mang tính cảnh báo rất đáng quan tâm như sau. Trung Quốc sẽ điểm huyệt Hà Nội. Thứ nhất là tại sao hai dự án lớn là cầu Tứ Liên và đường sắt metro Văn Cao - Hỏa Lạc là vốn ngân sách nhà nước của Việt Nam chưa duyệt, chưa đấu thầu mà báo công an đã bô là Trung Quốc sẽ làm. Thứ hai, xem bản đồ ta thấy rằng sau này chắc chắn sẽ nối Văn Cao sang cầu Tứ Liên bằng cầu vượt Hồ Tây, và Hồ Tây là trung tâm Hà Nội, phong thủy của nó là Yết Hầu. Để Trung Quốc điểm huyệt Hồ Tây như vậy là chuyện cần tính về an ninh xã tắc, chứ không phải là chuyện nhỏ nữa. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng và Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba cũng xin được nhắc lại. Tại dự án đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông do tổng thầu EPC Trung Quốc thiết kế vào năm 2008, bắt đầu khởi công năm 2011, nhiều lần điều chỉnh vốn, đội vốn hơn 205%, 4 lần rời ngày hoạt động thương mại. Đến giữa năm 2021, Bộ Tài chính Việt Nam phải ứng tiền từ quỹ tích lũy để trả nợ gốc khoản vay theo cam kết của Chính phủ Việt Nam trong nghị định ký với Trung Quốc. Được biết, theo báo cáo, kết quả kinh doanh của dự án này
đã thua lỗ 160 tỷ đồng trong năm đầu tiên khi bắt đầu hoạt động. Phản ứng của dư luận xã hội về các dự án đầu tư mới liên quan đến Trung Quốc đa phần để mong muốn lãnh đạo Việt Nam cần có trách nhiệm khi ký kết hợp đồng và cần giám sát chặt chẽ khi triển khai dự án này. Cần đảm bảo sự minh bạch, chặt chẽ, chất lượng và đúng thời hạn, không để đội vốn. Đặc biệt phải rút kinh nghiệm về bài học đường sắt Cát Linh - Hà Đông trước đây mà dư luận cho rằng lãnh đạo Việt Nam đã thấy quan tài mà chưa đổ lệ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin chưa thấm đòn Cát Linh - Hà Đông, Hà Nội đã bắt tay với Trung Quốc để kiếm trác chẳng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de. Bài học con voi chui qua lỗ kim và những bí mật trong vụ án Nguyễn Công Khế. Ngay sau khi tin bắt cựu tổng biên tập báo Thanh Niên Nguyễn Công Khế nổi lên, lập tức những thông tin liên quan đến sức khỏe của ông Tổng Trọng đã phải nhường chỗ. Công luận chuyển sang bàn luận và đặt câu hỏi về vụ bắt giữ ông Nguyễn Công Khế. Trên trang Facebook cá nhân của ông Huỳnh Ngọc Chênh, cựu thư ký tòa soạn báo Thanh Niên là một người trong cuộc đã tiết lộ như sau. Tôi biết báo Thanh Niên và cả tập đoàn truyền thông Thanh Niên do ông Khế làm chủ không thể có đủ vài trăm tỷ đồng để mua khu đất, chứ đừng nói cả một dự án to lớn. Hình ảnh trục lợi đất công lên sóng truyền hình. Đồng thời, nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh đặt một câu hỏi, sai phạm thấy rõ của hai ông Khế và Thông là mua đất theo giá chỉ định để xây tòa soạn nhưng đã chuyển đổi mục đích và bán cho tư nhân theo giá thị trường để hưởng chênh lệch cao. Ai đã cấp phép để xây dựng một tòa nhà có ốc to đến như vậy? Một vấn đề nữa là tiền chênh lệch đó đưa đi đâu? Trong phần bình luận bên dưới bài đăng của tác giả Huỳnh Ngọc Chênh, nhà báo Nguyễn Đình Ấm đã đưa ra một bình luận rất đáng chú ý khi cho rằng lúc Khế làm việc đó thanh thế rất mạnh, có anh nọ anh kia bảo kê, bây trừ các anh không còn uy quyền nữa. Một trong những câu kiều mà tôi tâm đắc đó là đến bây giờ mới thấy đây mà lòng đã chắc những ngày một hai. Nhà báo chống tham nhũng Nguyễn Hoài Nam, một người vừa hết hạn tù về chống tham nhũng trước đây, trên trang Facebook cá nhân đã đăng lại một bài viết từ tháng 8 năm 2020 với tựa đề Khôn như báo Thanh Niên. Nhà báo Nguyễn Hải Nam tiết lộ vào năm 2008, báo Thanh Niên có đề nghị Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng xin mua khối tài sản của công ty thuốc lá Sài Gòn, diện tích đất là 9.734 m² tại số 151-155 Bến Vân Đồn, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh và được chấp nhận. Toàn bộ đất và nhà có giá là hơn 225 tỷ đồng. Đây là giá bán theo chỉ định, thấp hơn rất nhiều so với giá thị trường. Do không có tiền nên lãnh đạo báo Thanh Niên ký 3 hợp đồng vay tiền của công ty cổ phần Tập đoàn Mặt Trời với hơn 253 tỷ đồng. Sau đó báo Thanh Niên vay của công ty Vinpearl thuộc Vingroup hơn 120 tỷ đồng. Nhưng thực chất báo Thanh Niên làm như vậy để được Trung ương Đoàn đồng ý về chủ trương bán cổ phần khu đất này để mà trả nợ. Cựu tổng biên tập báo Thanh Niên Nguyễn Công Khế bên cạnh ông Tư Sàng. Nhà báo Nguyễn Hải Nam cho biết, theo hồ sơ điều tra của tôi thì công ty cổ phần Tập đoàn Mặt Trời mua và sở hữu 15,5%, công ty cổ phần du lịch và thương mại Vinpearl mua và sở hữu 10,5%. Cuối cùng, khi các thủ tục do Nguyễn Công Khế và ban lãnh đạo báo Thanh Niên thực hiện đã hoàn tất thì công ty cổ phần bất động sản Thanh Niên lại không triển khai theo sự phê duyệt của các cơ quan chức năng mà sang tay cho tập đoàn kinh doanh bất động sản Novaland. Điều đó có nghĩa là trên thực tế báo Thanh Niên hay công ty cổ phần bất động sản Thanh Niên dưới sự chỉ đạo và thao túng của Nguyễn Công Khế đã thực hiện một phương vụ nấu cháo dìu. Nói nôm na là tay không bắt giặc hay buôn nước bọt nhưng lại thu lời hàng chục nghìn tỷ đồng để mà chia nhau. Đó là chưa kể đến việc quên đóng thuế cho nhà nước. Đây không phải là một vấn đề mới. Theo giới chuyên gia, các công ty công sản gồm nhà cửa, đất đai thuộc sở hữu nhà nước đã bị lãnh đạo các cấp thông qua cái gọi là liên kết hợp tác đầu tư để mà hô biến. Vụ Vũ Nhôm Phan Văn Anh Vũ là một điển hình. Cách thức chung là lấy công sản của nhà nước được định giá ở mức rẻ như cho để góp vốn liên doanh hợp tác với tư nhân dưới hình thức dự án hợp tác đầu tư kinh doanh.
sau đó chủ sở hữu vốn nhà nước chủ động rút khỏi liên doanh và chuyển nhượng cổ phần của nhà nước lại cho tư nhân. Đổi lại, doanh nghiệp tư nhân trả lại số vốn nhà nước góp bằng tiền, bằng trị giá góp vốn ban đầu. Nghĩa là chỉ sau một đêm, công sản thuộc sở hữu của nhà nước có giá trị gấp hàng trăm, hàng ngàn giá trị định giá ban đầu đã thuộc về sở hữu tư nhân. Những điều này được coi là thủ thuật rút tiền của nhà nước để chia nhau của số đông các lãnh đạo trong bộ máy nhà nước. Điều này đã lặp đi lặp lại hầu hết các thương vụ bán công sản của nhà nước, tức là tài sản của nhân dân. Ông Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Trang web của Đài Truyền hình Việt Nam VTV vào ngày 3 tháng 4 năm 2023 có bản tin Trục lợi nhà đất công. Bản tin cho biết, theo Bộ Tài chính, gần 200.000 tỷ đồng là số tiền thu được mỗi năm từ việc khai thác, xử lý tài sản công, thu từ giao đất, cho thuê đất, sử dụng đất thuộc tài sản công. Đây là con số rất lớn, tương đương khoảng 12-14% tổng thu ngân sách hàng năm. Tuy nhiên, con số này sẽ còn lớn hơn rất nhiều nếu nhà đất công trên cả nước không bị các cá nhân, tổ chức xẻ thịt cho thuê lại để mà hưởng chênh lệch, sử dụng sai mục đích để trục lợi hay dùng các chiêu trò tinh vi để biến của công thành của tư, gây lãng phí, thất thoát, thiệt hại lớn cho nhà nước. Công luận thấy rằng không khó để phát hiện, xử lý, thu hồi các công sản của nhà nước bị thất thoát như dự án cao tốc số 151-155 Bến Vân Đồn, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. Vấn đề là tại sao cơ quan quản lý các cấp lại để xảy ra hiện tượng con voi chui qua lỗ kim giữa thanh thiên bạch nhật nhưng không xử lý triệt để đến như vậy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin bài học con voi chui qua lỗ kim và những bí mật trong vụ án Nguyễn Công Khế. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.